Tại Hàn Quốc, một nghệ sĩ pha chế đang khiến nhiều người tò mò và thích thú với việc tái sáng tạo những bức họa nổi tiếng trên ly cà phê. Anh Lee Kang-bin chính là người đang tạo ra những cốc cà phê rất bắt mắt và khiến nhiều người ngạc nhiên, tò mò muốn tìm đến quán cà phê để chiêm ngưỡng những bức họa nổi tiếng được tái tạo trên những ly cà phê này. Anh Lee bắt đầu công việc pha chế từ năm 17 tuổi, và đó là khi anh bắt đầu học cách pha cà phê. 3 năm sau đó, anh bắt đầu pha chế những cốc cà phê với những bức họa đầu tiên cho những người bạn của mình trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh Lee bắt đầu làm cà phê là nghệ thuật sau khi xuất ngũ vào năm 21 tuổi. 2 năm sau, anh Lee mở quán cà phê đầu tiên mang tên Cà Phê Si tại trung tâm Seoul. Hiện tại anh đang có 160.000 người theo dõi trên Instagram, đồng thời anh cũng mở các lớp dạy học pha chế trên khắp thế giới và cách tạo ra một ly cà phê nghệ thuật và mở các lớp học tương tự tại Seoul. Một cốc cà phê có giá 10.000 won, tương ứng 8,72 đô la Mỹ, hơi đắt hơn một chút so với một ly latte thông thường.